Thưa quý vị, sáng nay, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với người dân. Đến dự có đại diện cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng Lê Công Kỷ, Đại tá Lê Huy Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 thường xuyên phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tình hình an ninh biển đảo, tặng hơn 1.290 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên 5 quận có biên giới biển, với tổng trị giá gần 1 tỷ 230 triệu đồng. Thực hiện một vụ tìm kiếm cứu nạn 9 thuyền viên, ngư dân Đà Nẵng bị nạn trên biển, cung cấp trên 4.000 lít nước ngọt cho tàu cá ngư dân, tổ chức 4 đợt diễn tập, huy động 70 tàu cá và 888 ngư dân tham gia. Thời gian tới, hai bên tiếp tục tập trung tham mưu cho Cảnh sát biển Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại các quận ven biển. Tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung hình thức tiến hành, lấy tuyên truyền, tư vấn làm trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân gắn với thực hiện các cuộc vận động, cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.